Chó gì mà chảy nước mắt à. Hello anh em, chào mừng anh em đến với Thất Nghiệp Channel. Hôm nay Mạnh 30 giây sẽ review từng món chấm với sữa chua Nha Đam. Đây, đây là sữa chua Nha Đam này anh em. Đấy, giờ sẽ lấy ra đổ vào chén. Ui chà. Món ăn đầu tiên sẽ review món bánh khô trước đi. Bánh hạt nhân xé vỏ kèm hai cá lô đi đời, một hương là sô cô la, một hương mè vừng. Đấy, sữa chua này, sữa chua Nha Đam đúng bài. Béo anh em ạ, có phải Nha Đam giòn chật 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 đấy mà hợp không? Hợp anh em. Ngọt. Có vẻ là ngon đấy anh em ạ. Bánh chấm với sữa chua thì đúng bài luôn. Tiếp tục kem, vì kem này nó rỉa ra nước. Riêng sô-cô-lô, sô-cô-lô. Wow. Wow. Anh em nha. Đã ăn mà. Ngon không? Ta bảo gì chấm với sữa chua chẳng ngon. Hình như kem sầu riêng tạo với sữa chua 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 anh em ạ. Nó hợp không? Hợp vị không? Mà ăn vào với sữa chua chua như chanh anh em ạ. Chó gì mà chảy nước mắt nhìn nhau hai cái là kết hợp với chua chua ăn không được. Nhưng ăn như chua như chanh, như bắt chanh ấy. Thôi đắng quá không ăn thì bỏ qua. Thôi món này không ăn được đâu anh em ạ. Đấy, kem với sữa chua đắng lắm. Thế là bánh đa dừa mè vừng đến từ thương hiệu tỉnh E La. Đúng bài này. Ngon hơn không? Ăn cái hương, ăn cái kem mà không biết bị gì nữa. Mà ăn được không? Ngon quỳnh chết á. Ăn như bộ ấy. Giờ còn vị sữa chua không? Còn nó cứ chua chua. Mít đi. Đây, mít này anh em. Anh em chưa thử mít sữa chua nhưng mà tôi đoán là cực ngon luôn. Đó. Dạ. Đúng bài luôn không? Đúng như rồi. Kem mít này. Hai anh em bị lời sinh tố mít. Ừ, đúng rồi. Đỏ lắm anh em ạ. Rồi giúp em. Đấy, mít với sữa chua là hợp nè. Đến từ bánh hàng Chocopi. Ôi trời. Cái này tôi nghĩ là cũng rất là hợp. Để nguyên luôn. Đúng rồi, nhìn như là hamburger vậy á. Ngon anh em ạ. Là chua. Hợp đúng không? Ngon ngon. Nhìn này là biểu hiện là rất là ngon. Ăn không kịp nói này. Chocobai sữa chua ok. Ăn ngon. Hơi mất răng tí phải làm miếng xoài. Vì dai như cả ông giặc ấy. Để anh em mình bỏ. Phết phết cái. Phết cái đảo Nha Đam. Mm-hmm.
phim nha. Ngon không? Ngon. Xoài chấm sữa chua thì đúng bài luôn. Thay ra thì các sinh tố khác thì sinh tố xoài thôi. Đúng rồi, nó như là sinh tố xoài. Tiếp theo là phải bánh sữa. Bánh sữa ngô đến từ hương liệu Sữa Nano. Không biết hương vị này kết hợp với sữa chua thì không biết thế nào. Hình như ở trong nó có sữa chua thì phải để coi gần cái này. Ở trong nó có sữa chua rồi. Kệ, chấm thêm sữa chua đi. Đây là sữa chua bắp kết hợp với sữa chua Nha Nam. Ngon không? Bùi của hương bắp. Nói chung là hợp. Ok, món này ăn được. Tiếp tục. Tiếp theo là bánh caro bơ chưng muội. Caro bơ chưng muội. Bơ chưng giòn. Thịt cái. Ôi chẳng. Cách gần gần anh em xem nhá. Đón lắm ạ. Cảnh cái hợp không? Hợp. Đấy. Nhưng mà mình vừa ăn cái kem sầu riêng quá. Là nó áp chuyển là hóa trị. Cái từ bơ chua lắm mày ạ. Tiếp theo là bánh nha. Đến từ thương hiệu Puntek. Pusletten. Cookie putku. Ừ, bánh nhìn đẹp nhỉ. Xinh xinh nhỉ. Bánh tròn. Thơm nhỉ. Giòn rụng mềm. Nhưng mà anh thấy bụng hơi cồn cào đấy. Tôi cứ ăn bánh này mắc răng. Cũng phải làm miếng dưa gan. Đây là dưa gan. Đấy, dưa gan. Ngon này. Ăn với sữa chua không có vị gì luôn. Kỳ lạ. Làm nhanh nhanh em ạ. Tiếp tục đi. Đây. Đây là bánh kimochi này. Kimochi. Kimochi nha anh em. Kimochi nha anh em. Ngày nào cũng đóng. Trong tình thêm sâu. Hai vị nó kết hợp với béo lắm nha. Mùi ngậy á. Tiếp theo là bánh Koshi Maria. Koshi Maria. Ok. Koshi Maria. Maria. Đây, tôi nghĩ bánh này cực kỳ hợp luôn. Bánh như bơ nhỉ. Thì tôi ăn nhiều đấy. Cảm thấy vị nó béo lên dần, ngấy lắm. Cố gắng nào. Mà hợp không? Ngon không?
ăn nhìn dần về sau nó béo lắm. Ừ, nó béo nó hợp đấy. Thật mà, ăn bánh nó béo nó hợp đúng không anh em? Nó cứ nghĩ nghĩ cho anh chờ. Còn là mấy món nữa, bánh gạo này. Còn 5 món. Bánh gạo. Làm quả bánh gạo đi anh ạ. Bánh gạo thì ăn giòn rụm thế này thì chắc là hợp rồi. Ngon đúng không? Ngon. Mình có vị phô mai làm đổi vị của mình. Ok, tiếp. Béo dần. Rồi làm quà. Anh đọc tiếng này không biết thì mình suy luận là bánh trôm khổ. Trôm khổ. Trôm khổ, trôm khổ. Bánh trôm khổ. À, trôm khổ người ta gọi là tao hả hả? Đây, đèn đèn. Ui, như trong có kem rồi. Có tí à? Kem gì? Kem gì không biết. Nhưng mà mình sẽ ăn thử coi xem kem gì nha mọi người. Kẹt nha. Ăn mình ngô rô phải chấm. Chấm sữa chua thay vì cho TH chua miu. Xoay bánh. Nghe bánh. Ăn bánh. Sao? Bánh Trung Quốc. Bánh Trung Quốc. Bánh Trung Quốc này ăn rất là ngon. Khác với loại Oreo. Tiếp theo là bánh Apple tuyệt anh. Là Apple tuyệt anh. Cương sầu riêng anh em ạ. Vị khác đi, cứ áp vị sầu riêng. Cũng có kem anh em ạ. Mấy bánh giống nhau đấy. Múc kem, múc là chua. Nhớ ngấn rồi. Ăn nổi không? Nổi nổi. Đây là bưởi năm roi. Ê, chấm với sữa chua. Biết anh em ở đây ai thử chưa? Đây đây mấy miếng bưởi nha. Ngon đấy, nhìn là ngon đấy. Chua lè, chua lét. Chua lè, chua lét. Và tiếp tục bằng cuối cùng. Bánh thơ rồi nè. Thơ rồi nè. Thơ rồi nè. Nhìn về bên ngoài chắc là sô-cô-la đấy nhỉ. Đúng không? Tôi ăn cũng nhiều, cũng ngớn anh em ạ. Giới thiệu nhiều thứ này đến khi Tào Tháo rượt chết anh em ạ. Thôi làm miếng của anh em đi. Ok. Ăn được không? Không được à? Thôi. Hỏi câu cuối thế, trong các món thì món nào ăn được nhất? Món nào ăn được á? Ừ. Xoài anh em ạ.
Xoài sữa chua. Xoài sữa chua ăn thề lắm anh em. Rồi tiếp theo. Cái bánh hạnh nhân. Hạnh nhân à. Đây là bánh này này anh em. Đó. Ok. Thôi anh em tôi kết thúc video tại đây nha. Anh em nào thấy hay một đăng ký kênh, một like, một chia sẻ nha. Và có ý tưởng nào thì bình luận bên dưới video để ủng hộ anh em tôi. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye.